Ok các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một bước mà chúng ta không thể thiếu khi mà chúng ta làm dip. Một bước mà giúp cho top của chúng ta nó khô nhanh hơn và nó cứng hơn. Thì cái bước này là trong quá trình mà finish của cái dip thì chúng ta không thể nào bỏ qua được nha các bạn. Ok, thì bây giờ thì móng này mình đã làm xong rồi. Mình sẽ tiến hành bỏ lớp top. Mình bỏ lớp top lên. Thì cái lớp top á, giống như những cái video trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta bỏ lớp đó, cái top này lên thì chúng ta nên lưu ý là đừng để cho tràn vòng da nha các bạn. Chúng ta bỏ lên, đừng để tràn vòng da. Vì khi mà nó tràn vòng da thì chúng ta sẽ khó trồi lắm, tại vì cái này nó rất là nhanh. Đây là cái bước mà chúng ta không thể nào thiếu khi mà chúng ta làm cái bước cuối cùng bỏ top cup đây các bạn. Một nước top cup rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ thêm một nước nữa. Nhưng mà trước lúc bỏ cái nước này thì các bạn đợi nó khô một tí rồi các bạn hãy bỏ. Đây là cái nước mà số 3 đây các bạn. Cái nước số 3 này chúng ta sẽ bỏ lên trên cái lớp top. Để chi? Để cho cái lớp top của chúng ta nó sẽ nhanh khô hơn. Nhưng mà trước lúc bỏ cái này thì các bạn nên lưu ý là phải để cho lớp top nó sẽ khô. Vì nếu mà lớp top nó không khô á, mà chúng ta bỏ cái nước số 3 lên thì cái cọ của chúng ta nó sẽ bị dính lại, nó bị cứng đi các bạn. Rồi, bây giờ thì sau khi mà đã bỏ cái lớp thứ 3 rồi thì chúng ta sẽ bỏ thêm một lớp top nữa. Đấy, khi mà chúng ta làm cái bước này thì cái lớp top của chúng ta nó sẽ nhanh khô hơn và nó cứng hơn và nó bóng hơn các bạn. Có nhiều bạn mình thấy là sơn trực tiếp hai lớp top lên. Khi mà chúng ta sơn trực tiếp hai lớp top lên á, thì cái lớp top bên dưới thường nó sẽ không đủ độ nhanh để khô. Thì như vậy chúng ta bỏ cái lớp thứ hai lên. Chúng ta bỏ cái lớp thứ hai lên thì cái lớp top thứ hai nó sẽ lâu khô hơn các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn làm cái bước theo mình á, lớp đầu tiên chúng ta bỏ top xong rồi chúng ta bỏ thêm một lớp siêu lờ lên, lớp số 3 lên. Bỏ lớp siêu lờ lên thì như vậy thì móng cái phần bên dưới nó sẽ nhanh khô hơn. Ok, thì video này mình chia sẻ đến đây thôi. Mong là các bạn sẽ thích video của mình nha. Nếu thích thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.